Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube này của mình nhé. Và để bắt đầu cho video ngày hôm nay, mình chuẩn bị một bức tranh vì các bạn nhỏ đang chơi những trò chơi dân gian. Đây có ba bạn nhỏ và hãy cùng mình tô màu cho ba bạn nhỏ nhé. Và mình sẽ tô tóc cho ba bạn nhỏ này trước với một mái tóc vàng. Và tiếp theo là tô màu cho ba cái áo của ba nhỏ này. Ăn mình đi muốn làm gì? Thì em đi mà em chỉ ăn một tí thôi, xong thì anh thấy em như méo anh. Kiểu đi ăn
Công nhận nhanh nhỉ, ngủ mất đã thấy ba thức kêu. Và bức tranh mình đã là nhỏ chơi trò chơi này, mình đã có thể đã không còn xong cho bức tranh này rồi nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này của mình. Thì em nhớ là 7 lần trước Việt nó xin về sớm.